Chúng cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vừa qua đã xác minh nguyên nhân tai nạn lao động làm chín công nhân bỏng nặng. Hiện tại các công nhân đã qua cơn nguy kịch. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thông tin vụ tai nạn lao động. Khiến 9 công nhân của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gỗ Hoàng Thông nằm trong khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên bị thương, bước đầu xác định vụ nổ bồn bụi là vụ tai nạn lao động. Theo báo cáo, khoảng 12 giờ 30 phút hôm mùng 6 tháng 7, tại xưởng sản xuất gỗ của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gỗ Hoàng Thông, nhóm 3 công nhân bộ phận bảo trì đi kiểm tra máy sản xuất ở xưởng thì nghe có tín hiệu báo khói. Qua kiểm tra, xác định khói bốc lên từ bồn chứa bụi ở hành lang phía sau xưởng. Nhóm người này cùng với gần 20 công nhân kéo dây bơm nước tưới lên nóc bồn chứa bột gỗ đang bốc khói thì bất ngờ vụn gỗ dưới bồn bốc cháy, phát ra tiếng nổ lớn, lửa táp ra khá xa làm chín công nhân bị bỏng. Vụ nổ khiến nhiều công nhân bị hất văng, lửa cùng áp lực táp vào người khiến một số công nhân bị bỏng nặng, da bị cháy đen, quần áo rách nát. Thời điểm đó, khói bốc lên nghi ngút, hàng chục công nhân hốt hoảng tháo chạy. Sau đó, các công nhân bị thương trong vụ việc được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, 4 người được chuyển đến Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 3 người bị bỏng nặng trên 50% cơ thể. 4 công nhân chuyển tới Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, gồm Lê Văn Phi, sinh năm 2003, Danh Ngọc Quy, sinh năm 1990, Nguyễn Văn Rô, sinh năm 1979, Phan Huy Duy, sinh năm 1984. Phía đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông cho biết đang túc trực chăm lo hỗ trợ cho các công nhân bị nạn. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty đang cử người túc trực ở hai bệnh viện, hỗ trợ tối đa và đề xuất bệnh viện điều trị tốt nhất cho các nạn nhân. Liên quan đến vụ tai nạn nói trên, ông Trương Văn Phong, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã có nhiều văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện các văn bản này Hầu hết các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã chú trọng hơn đến công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các doanh nghiệp chú trọng hơn đến công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.